Alo, hôm nay là buổi sáng thứ tư, giờ này chắc 8 giờ mấy, 8 rưỡi trời mưa rồi, trời bắt đầu mưa nặng hạt. Đó. Ly cà phê cũng đã cạn rồi, coi nhà nhìn bên đường kìa, nhìn bên đường kìa, đường mưa đó người ta tấp vô á, ngon. Kia là đường Hoàng Sa. À, mưa bắt đầu lớn, ngày nay chắc mưa cả ngày quá, bão ở đâu á. Rồi đây có cái mái mái hiên này. Thì nó nhìn những giọt mưa không? Thấy những cái giọt mưa rơi xuống. Ở đây á, là nó bị tạt vô cũng hơi lạnh lạnh. Tạt vô cũng rất là lạnh. Một buổi sáng giữa tuần. Đây là đường Hoàng Sa trên gần co-op Nhiêu Lộc này. Quán cà phê vẫn mở. Ở đây là nước nó tạt vô là ướt chân hết nha, hơi lạnh lạnh. Hơi lạnh lạnh. Có không một cái không gian cũng rất là thú vị. Người vẫn hối hả đi. Bắt đầu lại nhẹ hạt lại, bắt đầu lại nhẹ hạt lại rồi. Phía trước là kinh Nhiêu Lộc, cách đây khoảng chừng mười mấy năm là cái đường này là buổi tối là nghe răm 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 răm. Tôi thi công làm cái kinh này nè, lúc đó thì nghĩ không biết chừng nào mới xong, mà bây giờ đã thấm thoát đã mười mấy năm rồi. Thời gian thì nó cứ trôi đi. Thời gian làm cho vạn vật thay đổi đúng không? Con người cũng thay đổi. Mỗi ngày mỗi già đi, mỗi ngày mỗi có một cái khác biệt. Mỗi ngày mỗi cũng cái có mà cũng có những nhiều cái mất. Rồi, chia sẻ một cơn mưa buổi sáng.